Tất cả quý cô chú chị Khang thân yêu nhé, em thương lên sóng giới thiệu giao lưu với cô chú chị Khang nhà mình một cục cẩm chỉ đông ba. Cục đây thì chun sụt rất là đẹp, đây vân đây mọi người, em vạc một tí xíu đi. Còn phần chỗ em vạc phần chỗ cái mắt nu này. Nói chung là cục đây thì sần sùi rất là nhiều. Đấy. Rất là đẹp luôn mọi người. Đây nó chỉ có khuyết tí này, từ đây đây. Em đã kiểm tra rất kỹ rồi nhé. Đây, cho các xem mặt chuồn sụn rất là đẹp, đây có nu đàng hoàng như này nhé, rất là đẹp. Cục đây có chiều dài mọi người nhé, tổng chiều dài đây là 1m1 này, đây, cứ cắt bằng bạn đi là 1m1 luôn đấy các mọi người nhé, 1m1. Còn chỗ này mọi người này 20 đấy, chỗ đây này 17, đây, chỗ đây này cũng 20, trên đây này 11 7. Cục đây chun sụn vân thì nó cũng không phải dạng vừa mọi người nhé. Cục đây các bác đục tiện đều được, đục tiện đều được, các bác nhìn chun sụn kinh điển luôn. Này cho bác xem vân vân lên vạc này. Càng vạc vân càng vip mọi người ạ. Càng vạc sâu vân càng đẹp. Chiều dày mọi người. Chiều dày em nó được 12. Chỗ này được 10. Bụng này được 12 13. Chỗ này còn hơn luôn đấy mọi người nhé. Độ dày chỗ đây còn hơn luôn. Đấy, chỗ này này nó còn tầm 15 16 luôn mọi người nhé. Đây này. Đây, đế thì các bác chỉ cắt đi đúng 10 phân thôi. Không đến 10 phân đâu. Đây. Rồi 10 phân đi. Ven mốt thì cắt đi 10 phân. Rồi cô chú chị thiện chí với cục cẩm chun sụn này thì liên hệ em Thương nhé. Cục đây 11 ký ạ. Khổ lắm rồi. Quá đẹp. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video của em nhé.